như mấy người mà ta đi vượt biên á, cái bộ rồi người ta chết á, cái hồn ta thành ma da luôn á sư phụ. Thật sự nó không có ma da, cái đó là do mình không hiểu. Tới ngày hôm nay sư phụ mới biết đó là những do những ông rồng mà gọi là tà long. Rồng có hai loại rồng ở dưới biển nha, gọi là tà long. Họ mấy con rồng á, nó kéo chân mình xuống mà nó ấy mình, nó biến hóa được chứ không có ma. Ma cũng là ma thôi, không phải là ma da ma nước thì chứ, nhưng mà cái chết dưới nước thì ở dưới nước. Nhưng mà dưới nước có mấy ông rồng, mấy ông chiều chiều nhất là xong bữa ở núi mình nè, có một thằng đó rất là ác, vừa coi cốt thì nó là tà long ở sông Đồng Nai á. Ban đêm á, mấy con tà long nó có thần thông nha, nó quá ra thanh niên rồi nó bắt mấy cái người gái mà giặt đồ dưới cầu đồ buổi chiều rồi đó, rồi nó rút chân rồi này, nó là do mấy tà long. Rồng có hai loại nha, loại tốt loại xấu. Mời mọi người, mời đi, mời mọi người ăn đi, mời mọi người quăng cái đấy. Trời, mấy đứa tưởng nó lo mình kiểu này sao về trời được ta. Thương tụi nó giết ở dưới này thêm kiếp nữa chắc cũng mệt á. Con đừng lo thì phụ quá, thì phụ thương mấy con này không chịu đi về. Ăn em. Đến cái hồ chỉ tốn vé máy bay, chỉ tốn thời giờ thôi à. Dạ. Không có tốn gì hết. Chưa chị tu đúng không? Thầy Pháp Hòa biết ra Pháp Hòa nào á. Là con thấy á, trời ơi, Phật tử kêu là đứng dưới tay dài dài dài, rất là đông luôn. Ở bên Thiên Tân tới sạch, mọi người đều thấy, con thấy mình nói chứ. Ở Thiên Tâm của mình á, sư phụ á, là người chân chính, mà tại sao lại không theo sư phụ mà lại nghe thầy Pháp Hòa, là mọi người đều sớm với nhau đi đến đó rủ nhau để đi đến để nghe thầy Pháp Hòa giảng pháp. Con rất kính nể sư phụ, người rất là chân thật, nhà hiền lành, vui vẻ hòa đồng, ăn không có phân biệt. Mà sư phụ ăn là ăn cùng chung, ăn hết. Khi mà ra pháp hội á, nói thiệt thật sự á, con cũng từng đến pháp hội nè, chờ sư thầy sư cô ăn trước rồi Phật tử mới được ăn. Còn đói thiệt là đói luôn, chưa ai dám ăn hết trơn. Chờ khi mà sư thầy ăn rồi mình mới được ăn. Rồi cái nói, ủa sao mà ngộ vậy? Hình như là em không có biết là đói thì ăn đi. Cái nói, hình như không biết là không có tội. Cái nói, không được, để sư thầy ăn trước đi. Mình ăn trước mình có tội. Cái nói, trời ơi, đi tu cũng khó vậy đó. Ở sư phụ có thấy sư phụ rất là hiền mà ăn uống hòa đồng, mọi người đều ăn chung với sư phụ. Sư phụ không có nể hà là phải sư phụ ăn với sư phụ để sư phụ vui, mà mọi người cùng vui với sư phụ rất là vui luôn, rất là vui luôn. Chuyện nó không có gì khó. Yeah. Tức là gian thiệt thì phải là thiệt, còn gian giả họ cần phải nhượng cái màu cho nó. Yeah. Mà lên dạng. Yeah. Sư phụ là thiệt là thiệt, sư phụ là cuốn kinh sống của nhân loại. Yeah. Lưu truyền 3000 năm lập đạo. Còn họ là ma quỷ, họ chỉ đọc kinh của Phật, mượn danh nghĩa của Phật lấy đạo mạo đời. Tội trùng trùng. Cái tội mà làm cho hư một cái dân tộc cả trăm triệu người đó là đại tội. Chỉ chạy theo, bởi vì sư Phật Thích Ca cũng buồn thời mạt pháp, ma quỷ mặc áo vàng cạo tóc để phá đạo của Phật, để kép con cháu của Thượng Đế đi xuống gầm cầu chung với họ. Họ có ban bệ, họ có marketing, họ có một cái hệ thống gọi là chùa quốc danh và sư quốc danh để mà lăng xê lẫn nhau. Còn mấy đứa con họ thiên mà giống như kiểu con nói mà chạy hàng đống đống sắp hình đó, là gì? Họ chỉ có bi, không có trí, mà cũng chẳng có dũng. Thì trong đó là năm loại mà thường nói là khó độ được.
mà cái đó là sư phụ thương nhất, là vì họ có căn bản đó hơn người thường nhiều rồi. Người thường rất là hung dữ, họ đâu có biết cách tu, nhưng mà tu không đúng, ngồi ghế mà ngồi có bầu chân làm sao mà ngồi. Muốn đi về trời, muốn đi cõi A Di Đà mà cha mẹ mình là thượng đế mà bác bỏ xuyên tạc thì làm gì thượng đế. Thượng đế là cha của Phật Thích Ca, cha của Phật Di Lạc, cha của Phật Diệu Sư, cha của tất cả các vị Phật, mẹ là mẹ tất cả các vị Phật. Mà họ không muốn nhìn cha mẹ, cũng giống như con, có mấy đứa con nó ăn chơi ngoài đường, nó hư đốt mà nó không có chịu nhìn mẹ, nó không thì con có cứu nó được không? Nó không giơ tay làm sao mà người ta kéo lên được? Thì thời nay ma quỷ nó xuống nó như vậy đó, nó có hệ thống. Sư phụ không có hệ thống, hộ gia viên giống mọi người thấy một cách tự nhiên. Sư phụ nói những lời thật, việc thật. Sư phụ không có đọc cần, sư phụ không có phước để mặc cái áo vàng như những người đó. Nhưng bên trong sư phụ đã bỏ được tham sân si. Những ông thầy không có bỏ được tham sân si, họ tham đủ thứ, thích đủ thứ và nói đủ thứ luôn. Còn sư phụ nói lời thật, việc thật. Sư phụ nhìn hào quang của họ, sư phụ biết. Sư phụ coi cốt của những người đó, sư phụ biết họ từ ở đâu đến hết. Từ những cõi Atula đến để phá đạo thời mạt pháp. Thì từ Võ Hoàng Yến, thầy Thích Nhật Từ, rồi bây giờ lâu lâu Cộng sản nó đưa lên một người vậy đó. Mục đích của nó là để mà lấy tiền của hải ngoại gửi về ban tiên giáo bệnh. Họ rất là ghét sư phụ. Ở đây 100 cái chùa toàn là của Việt Cộng hết. Họ đã nhồi sọ hết những Phật tử, nói thiên đạo, thiên tâm, thiên tính kiệt, thiên đường là không có, là tà. Họ nói thiên tâm là tà, nhưng mà thật sự họ chính là tà. Những người nào nói kiệt là tà thì họ mới chính là tà. Nói cha mẹ là thấp hơn Phật vì là họ hiểu chưa tới. Thượng đế là đấng tối cao, cho mình tất cả, cho mình cái thần hồn, cho mình cái chân linh là mẹ cha trời mẹ đất. Rồi hôm nay mình học cái công thức của Phật, học cái triết lý của Phật để mình có từ bi thống nhất thế giới này, để cho cái thế giới này hòa bình. Còn nếu mà những gì thầy lỗi lạc ở trên mạng hay là lâu nay từ năm 75 tới giờ, tại sao chỉ có mấy chục triệu dân ở Việt Nam, mấy chục triệu Phật tử mà dạy không xong, để cho đất nước bây giờ là nhân lợi nghĩa chí tính không còn nữa, con giết cha, cha giết con, loạn luân đủ thứ, thì họ làm gì? Thầy bây giờ chỉ là tiền thôi. Chùa nói vậy luôn á. Thôi lập chùa thôi biết mà. Còn cuộc đời của Kiệt á, họ nào có nhiều Phật tử nói ồ anh không có giảng kinh Phật đồ này nọ, con nên nhớ là làm thầy giảng kinh. Chú phụ đâu phải là thầy, chú phụ có nói rồi, chú phụ là người truyền tin của cha. Chú phụ nói pháp chứ không giảng pháp. Mà giảng pháp thì giảng tới giảng lui nó có nhiều thôi à. Còn cái chuyện trước mắt mình đang tận thế họ không có biết, họ không tin cha, thì con nghe là gì? Toàn là ơ với dầu không, đúng không? Chẳng có hiểu biết ngày mai một cái bom nguyên tử, hay là cái sự đói khát, hay là một cái sự nhiệm màu. Đức thầy là một vị Phật Đại Ca Diếp mà họ còn xuyên tạc nữa, hút cái thằng đệ tử này. Vô minh là ở chỗ đó, Phật tử vô minh là ở chỗ đó. Rồi mấy người cha mẹ đó, tối ngày cứ xin tiền con cái đi làm để mà cung phụng cho mấy ổng, rồi trong gia đình cũng sẽ bị sức mẻ. Mấy ổng to là ngậm bùa ngậm ngải để mà dụ Phật tử lôi kéo số đông. Ở mỗi thành phố có nhiều chùa quốc danh thì họ là một cái tập đoàn lớn, họ liên kết với nhau để lăng xê với nhau, cho nên họ đều có nơi có chỗ và họ đều có những cái nhóm Phật tử của khu vực đó để mà lăng xê một ông này đi từ chỗ này chỗ kia. Chứ không có, chứ họ chỉ là bình thường, chỗ nào họ thích đi chỗ nào thì đi, nhưng mà họ không muốn đi đâu, chỉ ở ngay đây thôi, Thiên Long Sơn thôi,
ai về đây có duyên thì gặp, chứ họ không có cần phải đi kéo lượt số lượng đông, họ cần chất lượng chứ không cần số lượng. Thì cái vàng thiệt với vàng giả nó khác nhau như vậy đó. Vàng thiệt là giao duyên tự nhiên, còn vàng giả là cần cái bề ngoài, cần lăng xê, cần có mấy chục ngàn ban tiên giáo dư lượng duyên marketing để mà nó đưa những cái hình ảnh lên này nọ, rồi lâu lâu chụp mấy cái hình thấy làm từ thiện đồ này nọ, nghĩa là mượn đạo mạo đời. Thời nay là như vậy, không có so sánh được. Mỗi đệ tử họ thiên nó phải có chánh kiến, có cái đuốc mà đi á. Đúng rồi mấy đệ tử. Dạ. Hỏi đi. Sư phụ, khi mà con được sư phụ nhận làm đệ tử thì ở trong Đao Thao á, như Việt Nam Thao á, thì khi con ngồi xuống với cái ghế của con ngồi á, thì con thấy ở trên nó có hai cái lằn điện ở trên cái nóc nhà chiếu xuống cái vai của con này, rất là nặng luôn, mà nóng luôn sư phụ. Thường sư phụ đi đâu á, có nhiều chư thiên với mấy vị thiên thần hộ pháp theo rất là đông, có mấy ông rồng nữa, sư phụ rất là nhiều người theo hộ cái sắc phàm này, thì nó đều có cảm ứng hết. Giống như tử này thấy dấu thiên tâm, thấy trái tim đỏ rồi đấy, cho nên khi mà họ thiên á, mấy con sẽ thấy có sự màu nhiệm của cái dấu thiên tâm, nó là cái thiền bát nhã. Thì đó chuyện cũng bình thường lắm. Còn những nơi nào sư phụ đặt chân tới, đi tới thì đều có thiện thần gia hộ, họ xung quanh rất là đông. Giống như lâu lâu ngồi chung mấy đệ tử đông đông á, thuộc kêu ngồi thiền, để cái đứa nào bị gì á, để mấy vị đi vòng vòng khám bệnh giùm, những như khám bệnh vậy. Bệnh bệnh này bệnh kia, mình có nhiều bệnh lắm không biết không? Dạ. Dạ bữa nay bệnh nhớ con hay là bệnh giận chồng đồ. Chúng ta sàng quá ha, ăn từ sáng tới chiều nãy giờ đi nhiều ký, giờ ăn nữa ngồi tăng lên lại sao, cho nó rút cân chứ. Có hàng Trinh nó có lo ăn, đã ăn cái bộ đi là bộ lên núi vui lắm. Ê sao con mang con ngồi ấy vô ấy, vô đây là tự nhiên hết, ở trong này không có gì ngại hết, vô ấy ăn. Lên đây là cũng phải giống nhau nha. Đọc thiên tâm là dừng liền luôn hả?
Thiên Tâm nó không biết đôi hi bảy dặm với đôi hi bình thường không. Thiên Tâm là đôi hi bảy dặm, trong đó có ba là ba làm sao lại sám hối. Con có thể đọc kinh Thiên Tâm 3 năm chứ không phải đọc tới dừng liền, không có ai mà nghiệp mà dừng liền hết chứ. Còn mà con đi theo chùa á, con đọc suốt đời cũng vẫn là cờ gù cờ gặp. Tại vì chùa đã nói rồi, họ không bao giờ nhìn nhận cha mẹ, họ không bao giờ có phước. Đó là tại sao gọi là 10 chết 7 còn 3. Còn kinh Thiên Tâm nó có màu nhiệm trong đó là vì được mẹ với mấy chư Phật ấn chứng ra cuốn kinh đó, rồi mấy vị mới áp dụng cho cái thời tận thế mình để mà cho kịp. Chứ không phải nó đọc cái là dừng liền đâu con, không có chuyện đó. Con mắc nợ 1 tỷ cái tự nhiên cái con băng rắp si cái người ta xóa sạch đâu được. Nó xóa thôi từ từ. Giống như cái đứa đại tử nè, nó có cái nghiệp gì, đứa tử nãy ngồi đây. Chùa thấy rất là thương nhóc này, chùa nhất định phải tìm cách cứu nó. Mỗi lần cứu như vậy, chùa bị giảm thọ đó. Nhiều người ở trên mạng á, họ hiểu về tâm linh á, mấy chục triệu đệ tử bản họ khôn đó, họ biết họ không có để phụ khấn hay xin giùm cho ai. Sư phụ khấn có ngày hoài, chừng nào sư phụ phải giữ để mà về cứu nước Việt này nọ à. Nhưng mà không có đứa nào có duyên thì có duyên, sư phụ đâu có khe mấy cái chuyện sư phụ sống bao lâu hay làm được gì đâu. Tất cả cuộc đời sư phụ là nằm trong cái lòng bàn tay của cha, là cái định mệnh nó đã đi như vậy rồi. Nước Việt cũng vậy, định mệnh vậy. Chúng ta có cái duyên mới ngồi đây. Sư phụ sẽ có ngày về Việt Nam mà. Chúng kinh Thiên Tâm con đọc 1 ngày bằng con đi chùa 1 năm, phụ bảo đảm có công đức lớn như vậy đó. Nhiều người không có hiểu là mình phải có ông thầy, có cái áo vàng mình mới chạy theo mình tu được. Cha hồi đó ra cái đạo Thiên Tâm, cha nói sư phụ với mấy chư Phật nói, mấy thầy sẽ chỉ kéo Phật tử gọi là ngu thầm ngu, mã tầm mã. Ông kéo nhiều người chừng nào theo á, thì họ chỉ theo cái sự âm thanh và màu sắc. Đó là đại kỵ trong cái tu tập của mình. Mà ở trên nói á, chủ yếu mình phải có mạnh khỏe và trí tuệ, có cái sự bi trí dũng. Còn Phật tử thời nay con thấy mấy bác mấy bà có ai có trí có dũng đâu. Toàn là mấy thầy nói cái gì nghe không à. Giống như nãy cái đệ tử kia kể là ăn là phải chờ ông ăn xong. Sư phụ từng là chủ chùa mà, phụ từng tiếp đãi hàng năm biết nhiêu nghìn tăng ni về, nghìn Phật tử khắp tất cả các tiểu bang về chùa của mình mà. Phụ rành lắm. Nhiều lúc á, sư phụ biết bữa đó có khóa tu Kiết Hà, rồi rất là những vị hòa thượng lớn trên lỗi lạc trên thế giới về chùa Phim Anh. Rồi cái sư phụ bận rộn để họp hành cho lẹ, để cho trưa mình chạy qua để mình chào đón. Mỗi lần chào đón là mỗi vị cái bờ thơ đúng không? Thì mấy hôm qua là sư phụ phải bao với máy bay rồi tiền này nọ. Thì sư phụ quên ăn sáng. Bữa ăn sáng mà con nhớ là 12 giờ trưa là sư phụ đói lả luôn rồi. Mùa qua mà gặp mấy ông đọc kinh, rồi ăn xong rồi mình ngồi mình gục gục mình chờ. Cái mấy bà Phật tử hỏi sao không ăn, để mấy thầy ăn. Ăn xong rồi có nhiều ông gọi là thượng tọa nhỏ thôi, mà còn nói với mình ăn của thầy đi con, có phước. Ôi đói sư phụ bụp lén luôn, không có nể, tức là ăn dư rồi đưa cho sư phụ ăn đấy. Nhờ ăn đồ ăn dư của mấy thượng tọa cho nên hôm nay phụ có phước. Con đông thầy tử rồi. Phụ làm chú chùa là toàn là ăn đồ ăn thừa không. Của mấy thầy á, mấy con hỏi đi. Hỏi bảy đi, bảy ngon chùa hỏi biết. Còn chú phụ là một chú chùa giàu sao cũng có cái uy tín. Chú phụ đâu có vô bếp ăn dụng được. Đói phải chờ mấy ông ăn xong là tới 1 giờ luôn á, chưa xong nữa. Cho nên mình ăn đồ ăn dư của mấy thầy có phước không? Gán mà ăn đồ ăn dư của mấy ông. Cho nên đồ ăn của chú phụ là mỗi lần ăn đứa nào ăn dư là chú phụ
lấy đoạn coi hụ là cụ không có thích, tại hụ đã từng biết cái đó rồi. Rồi nãy no rồi cũng ghén ăn cho hết. Nó không có phải đến nỗi mà mê tín cực kỳ như vậy. Mình nó có màu nhiệm có cha mẹ có, cái gì nó ra cái đó. Chứ ăn đoàn của mấy ổng mà làm gì có phước, cả bản thân của mấy ổng còn chưa có tạo phước thì làm sao có phước dư vô trong đoàn. Ông có nghĩ không? Mình ăn giùm ổng là mình cho mấy ổng đừng ăn đoàn thừa là bị tội gì có. Mà mấy thầy kén ăn lắm á. Món này món kia đã nó ăn chay thì cứ cái gì cứ vùa cho họng đi không. Bữa nào có mấy mùa thơm cũng giống như phải đặt tên nghe. Bữa nay bánh hỏi Hawaii. Rồi có những món lạ lắm. Ở trong chùa nhiều món phụ nghe cái là phụ giật mình luôn á. Ốc khỉ gì á là đồ hủ không à, nhưng mà đại cái đặt cái tên nó ngầu vậy đó. Thào lao. Nói đụng chạm. Tóm lại câu đó là tự hỏi đồng kinh tinh thầm với dứt cái nghiệp không sẽ dứt, nhưng mà phải đọc nhiều lần, đọc đến ngày mình đọc không nổi thôi. Bữa nào còn cầm cuốn kinh đó là mấy con có đại phước rồi. Còn bữa nào có tay rung rung mà mấy con cầm lên mà chữ nó sàn cũng như là sàn lúa là xong. Lắc lắc đọc không ra chữ. Bữa nào mà ngồi mà cái xương sống nó đau lưng là mấy con cũng xong, là coi như mà thi có thể là rớt điểm á. Đúng thời kỳ, đúng chúng sanh đang cần thì Phật Di Lặc hạ phàm để cha từ bi cho chúng ta một con đường rất là sáng sủa thênh thang. Mới ra cuốn kinh rất là màu nhiệm, 1.5 tiếng mà đạt tất cả. Ở trong đó mình sám hối mỗi ngày, cũng biết sám hối là cực kỳ quan trọng đúng không? Rồi có lăng nghiêm để chúng ta không có bị bùa bị ngải. Rồi chúng ta biết là thời tận thế là kinh Địa Mẫu mấy trăm câu đầu. Mỗi không có một đứa con nào mà có lưu lạc với hồng trần mà lần đầu tiên mà cảm cuốn thiên tâm mà đọc kinh Địa Mẫu mà không khóc là lúc đó là mình đã khai tâm dữ lắm rồi đó. Mình mới cảm xúc. Còn nếu một đứa nào mà vô minh chạy theo mấy thầy mà đọc tới kinh Địa Mẫu rồi nói cái này không phải là kinh Phật thì đứa đó là đã tự mình làm mình mất cái duyên, phải đi mấy vòng á ngay ngày đầu. Còn khi một đứa nào mà có cảm xúc đầu tiên á mà đọc mà thấy kinh của mẹ đó mà có cảm xúc, cảm xúc nghĩa là gì, là màu nhiệm đó, mình mất cảm xúc. Còn đứa đầu tiên mà đọc kinh Địa Mẫu mà nghe mấy ông thầy như ông thầy Thích Trúc Thái Minh, thầy Nhật Từ, mấy ông nói kinh Địa Mẫu là của người đời giết tào lao, sư phụ là thiên tử, sư phụ hỏi mẹ năm mẹ chứ mẹ xuống cơ rõ ràng ở cách đây 1000 mấy năm ở thỉnh Thiểm Tây miếu cổ mà. Nhưng mà ngày xưa mẹ nói kinh Địa Mẫu của người bên Tàu dịch cho tiếng Việt tới thời hôm nay là chỉ lời của mẹ thật ở trong đó, chỉ có 30% đó. Ngày xưa mẹ nói như vậy. Thì từ đó sư phụ mới lấy của kinh Địa Mẫu mà của người Việt xài xưa, sư phụ mới sèn ra. Rồi sư phụ mỗi lần mà sư phụ làm cuốn kinh đó, mấy chục lần sư phụ đến bàn thờ, cái mẹ mày ngó cái là mày đọc hết. Trang đó câu đó chật đúng sai sư phụ làm tới làm lui rất là nhiều lần. Rồi cuối cùng mà nó ok, chứ không phải không á mình ra được cuốn kinh đó con. Làm cũng cực lắm á, sư phụ với mẹ với mấy chư Phật. Cái gì đọc lẹ hơn mình, cái gì ngó một cái là đọc hết. Trang nào số mấy lập ra, giống như 513 câu đầu tiên sư phụ có 800 mấy câu á. Rồi sau đó mẹ mới ngó một cái mẹ trả lời liền. Mẹ nói cái này con viết nhiều quá, người ta đừng có này nọ đại khái, mà mẹ kêu bỏ cái nào ra giữ cái nào. Không mình sư phụ làm được cuốn kinh đó đâu. Cả cái lá cờ hôm nay dấu hiệu thiên tâm cũng vậy. Hỏi cái xuôi gia thiên đình rồi bắt đầu rồi.
Đi ngày đầu bà biết ở đây bà biết rồi làm tết làm lui lúc xưa sư phụ còn có bỏ vô cờ của Phật giáo nữa ở trong cái cờ của Thiên Tâm mình đó, xào tới xào lui đủ kiểu đủ hình dạng hết. Rồi sau này ở trên mới về nói mẹ là đứng trên mông sen, đứng trên trái đất, cha trời mẹ đất, mẹ là tạo ra trái đất. Thì bây giờ lấy cái dấu hiệu dấu là cha, dấu Thiên Tâm mình là cha, cái hình của con trên áo nè, bông sen là cái công thức của Phật, mà mình học Phật để cho có từ bi, để cho thế giới không còn thánh chiến. Công giáo Hồi giáo thì sau này học Phật láng hết, học Phật là một cái triết lý, mà triết lý hay nó cũng giống như một cái công thức, một cái IP gì đó. Thì cái IP này good thì chế ra được Tesla chạy không tốn xăng là good, thì ai cũng sẽ làm theo. Chứ nó, đạo Phật đâu phải là đạo đâu. Thì công giáo cũng vậy, sẽ học cái triết lý của Phật, thì là cái bông sen ngay giữa. Còn cái chát là tất cả là do mẫu, mẫu là mẹ cai quản trái đất. Ở trên trái đất mình có 6 mẫu: mẫu Thái Bình Dương, mẫu Đại Tây Dương, mẫu Ấn Độ Dương, mẫu Bắc Bằng Dương hả, rồi Úc nữa không, mẫu cho Úc. Nghe là 6 mẫu, nhưng mà mình thờ hiện giờ là gọi là ngũ hành, mẹ ngũ hành đó. Sau này biến thiên biến địa, nó sẽ có một cái lục địa nổi lên nữa, là lục địa đó, lục địa Thái Bình Dương, gọi là mẫu Thái Bình Dương đó, để vô có nói chuyện cái gì đó. Còn cái mẫu mà bà nữ thần tự do là coi về Bắc Mỹ á, như Nam Mỹ, Canada, Brazil đó, là mẫu của Mỹ. Mẫu Mỹ là có quyền hành hết tất cả lục địa của Mỹ. Nhưng mà trên 6 mẫu đó đều ở dưới lệnh của mẹ hết. Mẹ là tối thượng, cai quản 6 mẫu đó. Mỗi mẫu đó cai quản một cái lục địa như vậy. Mỗi lục địa nó có mỗi một cái quốc gia nhỏ nhỏ là có ông mẫu. Cũng giống như chị của sư phụ là Thánh Mẫu Lữ Hạnh là cai quản nguyên cái quốc gia Việt Nam, là cũng là mẫu bên vô hình đó nha. Còn bên mặt đời là Nguyễn Phú Trọng đúng không? Nên qua đi cầu này toàn là mẫu hệ mẫu hệ hết. Rồi bên Tây Tạng á, họ cũng biết mẫu mẫu, thì họ mới có 20 Thara. Thì sau này họ mới biết là mẹ là Rintara, là lớn nhất của người Tây Tạng. Tại nó cũng là một biểu tượng, một cái hình thức để mà mỗi quốc gia có cái sự phân biệt khác nhau và cái danh xưng khác nhau. Rồi chị ví dụ cũng là mẫu trong Thara, mặc màu đỏ. Con theo ai tu theo Tây Tạng sẽ hiểu, họ cũng là mẫu mẫu không à, 20 Thara, Green Thara, Red, Yellow, White, 21 à, khoảng đó. Thì cũng là mấy mẫu của mình á, cũng một người thôi. Đã có mấy lần ngồi thiền á thì mấy vị về mới biết. Cái này của quên nó tên tử nào con. Của cô má con sức khỏe để cầm cờ vàng ba dọc đỏ cắm nhìn độc lập cho nó ngoài phòng đúng không?